Xin chào các anh chị, hôm nay con điện tử Thái Bình Dương xin giới thiệu với anh chị mẫu con điện tử JCL đếm có tích hợp đèn báo và 232 ạ. Với mẫu con này thì con sẽ giúp chúng ta cân và báo đèn thừa hiếu đủ khi chúng ta cân ạ. Với đèn thì chúng ta có hai loại đèn là một đèn hai màu và đèn ba màu ạ. Ví dụ như đèn ba màu thì sẽ có ba mức cho chúng ta biết là thừa hiếu đủ đây ạ. Và đèn hai màu là sẽ có một mức hiếu và một mức đủ ạ. Để xét mẫu cho cân, đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào nút HI ở đây ạ. Ở đây chúng ta sẽ cài mức trên và mức dưới cho cân. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ cài là 102 mẫu. Chúng ta sẽ nhập vào là 102 ạ. Đây ạ, sau đó là nhấn phím Save để lưu ạ. Tiếp theo ta sẽ cài mức dưới ạ. Ta sẽ nhấn vào phím LO đây ạ. Ở dưới ta sẽ cài là 99 mẫu thì ta sẽ nhập vào là 99 nè, ta sẽ dùng phím T và phím MG để di chuyển qua lại ạ. Ta nhập vào là 99 nè, giờ nhấn phím Save ạ. Tiếp theo ta sẽ xét mẫu cho con ạ. Để xét mẫu thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt mẫu lên con ạ. Ta sẽ nhập mẫu mà chúng ta muốn xét ạ. Ví dụ ở đây là 100 mẫu, ta sẽ nhập vào là 100 ạ. Ta nhấn phím Symbol ạ. Thì lúc này trên con đang là 100 mẫu. 100 mẫu là nằm ở mức giữa, là mức OK giữa 102 và 99 à, thì đèn sẽ báo OK à. Khi mẫu vượt quá mức 102 thì con sẽ báo lố à, là đèn đỏ sẽ cháy à. Đây à, khi ta lấy mẫu ra thì con sẽ trở về không và đèn sẽ tắt à. Cứ lần lượt ta cho mẫu lên con à. Nếu đủ số lượng mẫu thì đèn xanh sẽ cháy à. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.